Bé trai 3 tuổi gây choáng khi chống đẩy thành thạo bằng một tay, sức ăn cũng như người lớn. Mới đây, một đoạn clip về một bạn nhỏ chỉ hơn 3 tuổi đã thực hiện động tác chống đẩy một cách thành thạo. Theo đó, trong đoạn clip được dì của cậu bé chia sẻ lại, cậu vẫn còn mặc bộ đồ ngủ ở nhà cùng gam màu hồng dễ thương, nhưng bàn tay lại nắm chặt chống xuống đất vô cùng mạnh mẽ. Mở đầu đoạn clip, cậu bé bắt đầu chống đẩy theo tư thế tiêu chuẩn, cả người thẳng tắp, không một chút lỗi sai nào về kỹ thuật. Dường như thường xuyên luyện tập nên đã tạo thành thói quen. Người dì cũng tiết lộ thêm năm nay cậu bé tròn 3 tuổi 5 tháng, có thể chống đẩy bằng hai tay, thậm chí là một tay. Mỗi bữa ăn cậu bé phải ăn hai bát cơm to, lượng thức ăn ngang ngửa với người lớn. Cậu bé cũng không kén ăn, cái gì cũng ăn được. Ngoài ra còn yêu thích vận động, không chỉ vừa giỏi vừa ngoan, cậu bé còn hài hước vui vẻ. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của mọi người. Nhiều bình luận tỏ ra vô cùng bất ngờ và hâm mộ trước tài năng của ngôi sao nhí này. Thằng bé 3 tuổi rưỡi chống đẩy thành thạo có chuyên môn, tôi sau hậu Covid đi vài bậc cầu thang đã phải dừng lại để thở. Cũng bắt chước chống đẩy theo được 5 cái thì đứng dậy thở không ra hơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.